Chào quý vị, trước mặt quý vị đây là trại xe Nguyễn Ngọc Bích về trên giám tỉnh dòng chú cứu thế Việt Nam. Trong một cái buổi rất là đẹp trời, chúng tôi đến gặp ngài và ngài có đôi tâm tình muốn gửi cho gia đình An Phong ở tại Sydney. Chúng con xin mời cha. Kính chào Nhuận và kính chào tất cả anh chị em. Tôi có dịp anh Nhuận đến đây là một cái cơ hội gặp gỡ và đồng thời cũng nhắc lại những cái mối tương quan rất là tốt đẹp. Tôi vẫn nhớ anh Nhuận như là một người đàn anh của tôi trong đời dòng. Mặc dù bây giờ anh đã có con đường của đời sống gia đình, nhưng anh vẫn yêu mến nhà dòng. Cho nên hôm nay anh muốn tôi được chia sẻ ít lời với anh em. Tôi cũng đã có dịp qua Úc và đã thăm anh em. Tôi thấy thứ nhất là tinh thần anh em rất là yêu mến nhà dòng và bây giờ vẫn còn tiếp tục hỗ trợ hàng năm. Tôi cũng nhận được quà của anh em gửi về cho nhà dòng. Trước tiên thì xin được chào anh em và cảm ơn anh chị em đã yêu thương nhà dòng. Và ngày hôm nay như tôi cũng vừa mới trình bày là dòng chú thế càng ngày càng muốn có rất nhiều người trở thành những thành viên không phải là của tu sĩ mà là thành viên của gia đình dòng chú thế. Nghĩa là tất cả những anh em nào muốn hiệp thông với nhà dòng và cùng chia sẻ cái sứ mạng. Ở đây không chỉ là việc giúp đỡ hay là chỉ là việc mà gọi là có sự hỗ trợ, nhưng ở đây là cùng đồng hành với anh em dòng chú thế trong sứ mạng. Thì ở trên đây là tôi nghĩ rằng đây là một cái cách nhìn mới về tinh thần, là tất cả anh em trở thành gia đình dòng chú thế và chúng ta đồng hành với nhau, chia sẻ sứ mạng với nhau, hợp tác với nhau, làm việc với nhau và cùng nhau đi tới cái sứ mạng cuối cùng là về với Chúa ở trong gia đình và ở trong gia đình nước trời. Để trên đây là tôi xin chia sẻ là cái tinh thần nhà dòng chú thế và chúng tôi sẽ sắp sửa tổ chức ở tại Việt Nam còn gọi là gia đình dòng chú thế hay là gia đình của anh chị em giáo dân thừa sai dòng chú thế, không chỉ là dòng ba, có nghĩa là đời dòng đạo đức, mà đây là gia đình có tính cách thừa sai và đó là cái điểm chính yếu của nhà dòng thừa sai tu sĩ và là thừa sai. Thì anh em là dòng chú thế thừa sai ở ngoài đời thì tôi mong rằng có rất nhiều người cùng chia sẻ sứ mạng ấy và tôi mong rằng cái gia đình ấy nó càng ngày càng mở rộng và chúng ta càng ngày càng gắn bó với nhau. Xin cảm ơn anh chị em rất nhiều đã yêu thương nhà dòng. Xin cảm ơn anh chị em rất nhiều đã cầu nguyện cho nhà dòng. Xin cảm ơn anh chị em đã được hợp tác với nhà dòng trong rất nhiều công việc. Thì hôm nay tôi xin được có lời chào, kính chào và xin Chúa chúc lành cho anh chị em trong những cố gắng, những điều làm tốt đẹp của anh chị em đối với nhà dòng chúng để trong giai đoạn quá khứ, hôm nay và trong tương lai. Xin cảm ơn trong những tấm bình.